Khác với thuận tình ly hôn, khi ly hôn đơn phương, chỉ một bên có yêu cầu ly hôn và chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Công ty luật ACC đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý anh chị liên quan đến chi phí thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương. Vậy, ly hôn đơn phương cần bao nhiêu tiền và ai sẽ là người phải chịu chi phí này? Trong video ngày hôm nay, công ty luật ACC sẽ giúp quý anh chị giải đáp những thắc mắc liên quan đến chi phí để thực hiện thủ tục đơn phương ly hôn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ly hôn đơn phương mất bao nhiêu tiền. Để trả lời cho câu hỏi về chi phí phải trả cho thủ tục đơn phương ly hôn, ACC xin giới thiệu đến quý anh chị về loại tiền phải nộp trong trường hợp này. Theo Điều 195 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, thì thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Như vậy, khoản tiền đầu tiên phải nộp để thực hiện thủ tục đơn phương ly hôn chính là tiền tạm ứng án phí. Đây là số tiền thể hiện sự đảm bảo bằng tài chính về phía đương sự đối với vụ án dân sự đơn phương ly hôn mà họ sẽ theo đuổi, là sự ràng buộc trách nhiệm không chỉ đối với tòa án mà còn đối với cả người đã đưa ra yêu cầu khởi kiện. Số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước khi vụ án đơn phương ly hôn được tòa án giải quyết. Mức án phí này là bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào từng vụ án đơn phương ly hôn khác nhau. Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, thì mức án phí ly hôn thuận tình hoặc đơn phương ly hôn được quy định như sau. Đối với tranh chấp về hôn nhân gia đình không có giá ngạch, nghĩa là không có tranh chấp về tài sản, mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng. Đối với tranh chấp về hôn nhân và gia đình có giá ngạch, nghĩa là hai vợ chồng có tranh chấp về việc chia tài sản chung, thì ngoài việc phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng, còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch được quy định trong danh mục mức án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14. Cụ thể, đối với các tranh chấp có giá trị tài sản từ 6 triệu đồng trở xuống, mức án phí phải nộp là 300.000 đồng. Đối với các tranh chấp có giá trị tài sản từ trên 6 triệu đồng đến 400 triệu đồng, mức án phí phải nộp tương đương 5% giá trị tài sản có tranh chấp. Đối với các tranh chấp có giá trị tài sản từ trên 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng, mức án phí phải nộp là 20 triệu đồng cộng với 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng. Đối với các tranh chấp có giá trị tài sản từ trên 800 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, mức án phí phải nộp là 36 triệu đồng, cộng với 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng. Đối với các tranh chấp có giá trị tài sản từ trên 2 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng, mức án phí phải nộp là 72 triệu đồng, cộng với 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2 tỷ đồng. Đối với các tranh chấp có giá trị tài sản từ trên 4 tỷ đồng, mức án phí phải nộp là 112 triệu đồng, cộng với 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy rằng, đối với án phí ly hôn sơ thẩm theo giá ngạch, tổng giá trị tranh chấp tài sản của hai bên đương sự càng nhiều, thì mức án phí ly hôn sơ thẩm lại càng cao. Quy định này cũng là một trong các quy định khuyến khích tinh thần tự giác thỏa thuận của các bên trong ly hôn, vì khi quý anh chị tự thỏa thuận được về phân chia tài sản thì không phải nộp án phí theo giá ngạch. Một lưu ý nhỏ dành cho quý anh chị là ngoài khoản án phí phải nộp, nếu việc giải quyết chia tài sản tại tòa án theo thủ tục ly hôn phát sinh việc bắt buộc định giá tài sản thì người yêu cầu đơn phương ly hôn sẽ phải đóng phí định giá tài sản. Theo quy định tại khoản 4 Điều 147 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm, không phụ thuộc vào việc tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Cùng với đó, điểm A, khoản 5, Điều 27 Nghị quyết 326/2016 cũng quy định nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án ly hôn, không phụ thuộc vào việc tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Như vậy, người phải chịu án phí khi ly hôn đơn phương là nguyên đơn, hay nói cụ thể hơn là người nộp đơn xin đơn phương ly hôn. Ngoài ra, còn những trường hợp mà ngoài nguyên đơn thì vẫn có các chủ thể khác cũng có nghĩa vụ phải chịu án phí được quy định cụ thể tại điểm B, C, D, E, khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326.
ACC xin tổng hợp các quy định thành các trường hợp cụ thể như sau. 1. Vợ chồng trong vụ án ly hôn, ngoài việc phải chịu 300.000 đồng tiền án phí, không có giá ngạch thì phải chịu thêm án phí của phần tài sản tương ứng với giá trị mà mình được chia. Trường hợp vợ chồng yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà tòa án chấp nhận yêu cầu của vợ chồng thì người có nghĩa vụ về tài sản phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị phần tài sản mà họ phải thực hiện. Nếu họ không thỏa thuận chia được với nhau mà gộp vào tài sản chung và có yêu cầu tòa án giải quyết thì mỗi người phải chịu án phí dân sự tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia. Vợ chồng không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với việc phân chia tài sản chung nếu đã tự thỏa thuận phân chia tài sản chung và yêu cầu tòa án ghi nhận trong bản án quyết định trước khi tiến hành hòa giải. Vợ chồng phải chịu 50% mức án phí tương đương với giá trị tài sản họ được chia nếu họ không thỏa thuận được tại phiên tòa hòa giải, nhưng trước khi mở phiên tòa thì lại tự thỏa thuận được và yêu cầu công nhận trong bản án quyết định của tòa. Vợ chồng phải chịu án phí với toàn bộ tài sản phân chia nếu chỉ thống nhất được một phần trong phiên hòa giải. Một lưu ý nữa dành cho quý anh chị là trong vụ án có đương sự được miễn án phí sơ thẩm theo quy định thì đương sự khác vẫn phải nộp án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật tại khoản 4 điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự. Một số câu hỏi thường gặp về án phí trong ly hôn đơn phương. Câu hỏi 1: Khi nào phải nộp tạm ứng án phí ly hôn? Thời hạn nộp án phí dân sự được quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 sau khi có thông báo nộp tạm ứng án phí của tòa án thì trong vòng 7 ngày làm việc phải nộp tạm ứng án phí ly hôn và nộp lại cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí trừ trường hợp có lý do chính đáng. Câu hỏi 2: Đối tượng nào được miễn giảm nộp án phí ly hôn? Nghị quyết 326/2016 quy định cụ thể như sau: Những trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn tại điểm D khoản 1 điều 12 bao gồm trẻ em, cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thân nhân liệt sĩ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Những trường hợp được giảm tiền án phí ly hôn tại khoản 1 điều 13 nghị quyết này: trong trường hợp đương sự gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không đủ tài sản để nộp án phí lệ phí thì có thể xin xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã để xin giảm tiền án phí. Mức án phí được giảm là 50% số tiền án phí, mức án phí phải nộp. Câu hỏi 3: Thủ tục thực hiện xin miễn giảm án phí ly hôn. Nếu thuộc một trong các trường hợp được miễn giảm tiền tạm ứng án phí thì có thể nộp hồ sơ cho tòa án hoặc cơ quan thi hành án để được miễn giảm án phí ly hôn. Hồ sơ xin miễn giảm án phí ly hôn gồm có đơn đề nghị việc miễn giảm án phí, giấy tờ nhân thân, tài liệu chứng cứ chứng minh bạn thuộc diện được miễn giảm án phí. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, tòa án sẽ có thông báo gửi cho đương sự có yêu cầu miễn giảm án phí ly hôn về việc chấp nhận hay không. Câu hỏi 4: Án phí ly hôn và lệ phí ly hôn có phải là hai loại chi phí giống nhau hay không? Câu trả lời là không. Án phí khi ly hôn là khoản tiền mà các đương sự phải nộp cho cơ quan thi hành án khi tòa án giải quyết vụ án ly hôn, còn lệ phí khi ly hôn là khoản tiền mà hai bên vợ chồng phải nộp khi thực hiện thủ tục yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Như vậy, án phí và lệ phí khi ly hôn là hai khái niệm rất dễ nhầm lẫn, khiến nhiều người không phân biệt được. Qua khái niệm trên, có thể hiểu án phí khi ly hôn dùng trong trường hợp ly hôn có tranh chấp, ngược lại lệ phí khi ly hôn được dùng trong trường hợp ly hôn độc thuận. Trên đây là một vài thông tin về vấn đề chi phí thực hiện thủ tục đơn phương ly hôn. Hy vọng thông qua video này, quý anh chị đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi ly hôn đơn phương cần bao nhiêu tiền. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý luôn sẵn lòng cung cấp đến quý anh chị những dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được những tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.